Review chuyến đi Đà Nẵng, Hội An, Huế trong vòng 5 ngày 4 đêm mình sẽ đi đâu, ăn gì và ở đâu nhé. Hello mọi người, mình là Ba Bảo. Đây là chuyến đi Đà Nẵng thứ hai của mình trong năm 2022 này. Tụi mình có mặt tại sân bay và check-in vào lúc 9 giờ sáng. Và trong chuyến đi lần này mình đi với vài người bạn, nhìn mọi người cũng biết là ai rồi đó. Có một vài lưu ý nho nhỏ, khi mọi người đi bằng máy bay thì mình nên check-in trước 2 tiếng để làm thủ tục nè, chứ đừng đến cận quá rồi trễ chuyến bay luôn á nha. Từ Sài Gòn bay ra Đà Nẵng thì mất khoảng tầm 45 phút và đợt này là tụi mình thuê hẳn một cái xe để chở mình ra Hội An luôn. Đi có 6-7 mạng thôi mà thuê hẳn cái xe 40 chỗ ngồi, ơi là trời nó bự. Khi tới Đà Nẵng thì cũng tầm trưa rồi, mọi người cũng đói nên là ghé vô quán này ăn. Ở đây là Bê Thui 10 Cầu Móng. Nghe nói quán này khá là nổi tiếng ở Đà Nẵng á mọi người. Khi mà mình vừa đặt chân vô tới quán á là mình sẽ thấy ngoài trước người ta đang xẻ thịt. Bê ở đây người ta khò nó còn hơi sống sống á, cho nên là ai không biết ăn đồ sống thì nhìn thì sẽ hơi sợ nha. Nhưng mà đừng có lo, trời ơi mình lúc đầu nhìn cũng sợ thiệt á, nhưng mà ăn thử cái cũng thấy cũng được lắm, không có tới nổi đâu mọi người. Ăn cái món này thì trước tiên mình sẽ dắt một xíu chanh. Kiểu của nó giống tái chanh ghê mọi người ha. Món này thì mình sẽ ăn chung với đậy rau và bánh tráng nha. Ê ơi, công nhận cái mắm nêm ở ngoài đây nó đậm thiệt sự. Ai mà không biết ăn mắm nêm á thì thôi đừng ăn món này nha. Ăn chưa xong thì chú bác tài chở nhóm tụi mình ra thẳng Hội An luôn. Do là mình đi xe lớn cho nên là đi thẳng vô Hội An không có được. Nên tới cổng á thì tụi mình đi bằng xe điện vô Hội An. Đi xe điện thì mọi người nên hỏi giá trước chứ đừng để bị hớ giúp tụi mình nha. Lúc đầu tụi mình đi á thì chỉ mất 100k thôi. Tụi mình cũng chủ quan nghĩ là lúc về giá nó cũng sẽ như vậy nên là không có hỏi giá. Lúc mà tính tiền cái ra 270, chờ tụi mình hú hồn chim én. Ngày đầu tụi mình ở là cái villa này có tên là La An, sát bên phố cổ Hội An luôn, đi bộ khoảng tầm là 2-3 phút là tới à. Phòng ở đây thì khá là rộng rãi và thoải mái nha, một cái giường là siêu bự, có thể nằm được 3 người lận. Tuy nhiên á thì cái ban công nhìn ra thì nó hơi xấu một xíu, toàn là dây điện thôi chứ không có view gì đâu nha mọi người. Nhưng mà thôi không sao, tại vì ngày mai là tụi mình di chuyển qua một cái resort mới, hứa hẹn sẽ cho mọi người nhiều điều bất ngờ. Nhớ đón xem cho ngày mai nha. Còn bây giờ thì mình cùng đi ra ngoài phố cổ Hội An và ngắm cảnh thôi. Xe đạp á thì mình mượn ở trong khách sạn, không có tốn tiền. Ta nói là lâu lắm rồi mới đạp lại xe đạp á mọi người, trời nó mệt nhưng mà cũng vui. Lần trước tụi mình đi Hội An á tới vào tầm buổi chiều tối cho nên không có thấy được gì hết trơn á, gặp ngay cái ngày cúp điện nữa. Đợt này đến vào buổi chiều ta nói trời ơi nó sầm uất dễ sợ, nó vui mà nó nhộn nhịp lắm mọi người ơi. Hôm mình đi là sau lễ 2 tháng 5 á cho nên mọi người còn ở lại chơi nên là đông lắm. Ai mà đã đi Hội An rồi thì thấy mấy cái cảnh này có quen thuộc không, trời ơi những cái bức tường vàng ta nói đi vô đây là nó hoài cổ lắm mọi người. Hai bên con đường mình đi vô phố cổ Hội An á là sẽ có rất là nhiều quầy hàng bán, và tới Hội An thì hầu như ai cũng sẽ ghé check in cái tiệm món này hết. Thật ra cái nước món này nó cũng giống như là trà chanh bình thường thôi à. Mình thích mấy cái quầy hàng thủ công mỹ nghệ này ghê mọi người. Và khi mọi người đi vô phố cổ Hội An á sẽ thấy rất là nhiều quầy bán chè luôn nha. Mà phải công nhận là mấy cái quầy chè trong Hội An người ta trưng bày bắt mắt lắm mọi người à. Mấy đứa mà mê đồ ngọt như tôi á là mỗi lần mà thấy mấy quầy chè này là không có cưỡng lại nổi đâu. Khúc này ăn xong hai đứa hái diều để cho nó tiêu mà thấy không có tiêu gì hết trơn mà thấy càng mệt hơn. Ủa ngộ hé, mình tính làm cái xì tai gu xì đồ đó. Và đến Hội An nhất định thì mọi người phải ăn thử cái món đó chính là cao lầu và cơm gà Hội An. Hầu như khi mà đi vô Hội An thì ở đâu cũng có bán cơm gà với lại cao lầu hết trơn mọi người. Món mình đang ăn á có tên là bông hồng trắng, cái vỏ của nó khá giống bánh bột lọc. Ăn vô cái vị của nó cũng thơm thơm nhưng mà cái tên là nghe hay ghê mọi người ha. Còn cao lầu thì mình đã review qua rồi cho nên là mình sẽ bỏ qua nha. Và thêm cái món này nữa mình thấy ở đâu Hội An cũng có nè, đó là hoành thánh chiên ăn với lại cái sốt hải sản. Món này á phải nói là ăn dính cực luôn nha mọi người. Cái phở hoành thánh người ta chiên giò ăn với lại cái sốt nó ngon lắm. Đến tối á thì mình ghé Adam Kiều để chiêu chiêu với lại nghe nhạc acoustic. Clip cũng dài rồi nên là mình sẽ để ngày mai ra tiếp phần 2 nha.